À, chào các bạn. À, không biết là các bạn có hay gặp cái trường hợp này không? Đó là khi mà mình có một cái file raw á, cái mình mở mình kéo vô Photoshop để chúng ta xử lý thì nó bật ra cái màn hình này. Photoshop cannot open this file. Tức là cái file này thì thằng Photoshop nó không hỗ trợ. Thực ra thằng Photoshop nó hỗ trợ á, là tại vì cái camera raw này chưa có hỗ trợ được cái file mà chúng ta mở đó, tại vì các bạn biết mà mỗi cái file raw của cái file cái máy khác nhau, nhiều cái máy đời mới á thì nó có những cái file raw cái camera raw chúng ta chưa có đọc được mà chúng ta phải update lên. Nhưng mà vấn đề là nhiều khi cái camera raw hay là cái Lightroom của chúng ta nó những cái bản mới nó nặng quá, mình không thể cập nhật được. Vậy thì lúc đấy mình phải làm sao để xử lý được những cái hình này? Câu trả lời là DNG converter. DNG converter. Ok, thì đây các bạn có thể lên Google, chúng ta sẽ search là DNG Converter, DNG Converter. Thì chúng ta sẽ ra cái trang này và ngay cái đầu tiên là Adobe Camera Raw DNG Converter. Tuy nhiên thì đầu tiên là mình muốn giới thiệu một chút xíu cho các bạn. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hspphotoshop.com. Thì mình đang có một cái khóa học về Photoshop cơ bản, thì các bạn có thể click vào cái link ngay phía dưới này thì các bạn có thể theo dõi cái nội dung của cái khóa học đó. Nó là về cái khóa học Photoshop cơ bản thôi, thì nó phù hợp cho đại đa số những cái bạn mà mới bắt đầu hoặc các bạn muốn có một cái kiến thức nền tảng cho nó chắc chắn một chút xíu trước khi chúng ta nghiên cứu những cái tutorial ở trên mạng ha. Ok, nó quay lại. Nhớ subscribe. Nhớ click subscribe ngay phía dưới ha, ngay nút phía dưới cùng bên tay phải các bạn. Click để ủng hộ tác giả ha. Đó, ủng hộ mình đó. Ok, thì quay lại khi các bạn click vào cái link ngay phía trên trên cùng rồi đây, phía trên ha, các bạn search là DNG Converter. DNG Converter, nó là Adobe DNG Converter, thì các bạn click vào cái link ngay phía trên này ha của Adobe. Thì đây các bạn sẽ click vào tìm cái phiên bản mới nhất, cái phiên bản mới nhất ha. Click vô, ví dụ như ở trên này. Đây là cái phiên bản là Adobe DNG Converter 9.5.1, ngày cập nhật của nó là 28 tháng 4 là mới nhất bây giờ, thì mình sẽ click vô đó. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là nó cập nhật thêm những cái máy ảnh đời mới nhất hiện tại, ví dụ như là cái Sony RX10 Mark 3 chẳng hạn, thế thì nó là cái bản mới nhất, hoặc là Pentax K1. Thì nếu như mấy bạn mà chưa có cập nhật cái Camera Raw hay là Lightroom lên phiên bản mới nhất hiện tại thì nó sẽ không có đọc được. Thì đây cái giải pháp chúng ta là chuyển đổi cái file RAW CR2 hoặc là cái file RAW của những cái máy Sony Nikon đời mới đó, chuyển lại thành một cái file RAW dạng mà máy nào cũng đọc được, phiên bản nào cũng đọc được, đó là file RAW dạng DNG. Thì đây các bạn đã vô đấy cái phiên bản mới nhất rồi ha, và các bạn sẽ click vào Proceed to Download. Thì các bạn sẽ chờ một chút xíu để nó download về. Ở đây các bạn có thể thấy là ở phiên này nó hỗ trợ chúng ta những cái phiên bản Windows, ví dụ Windows 7 trở lên ha, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8 hoặc là Windows 10. Bạn click vô Proceed Download thì nó sẽ có nút download nào, thì các bạn sẽ click vô. Thì đây nó còn khoảng cỡ 5 phút, 6 phút, 5 phút, 6 phút. Ok, chờ chút xíu nữa thì tải xong rồi. Thì đây các bạn có thể thấy là nó có những cái phiên bản cho Mac nữa ha. Thì các bạn có thể search là thêm for Mac vào đấy thì nó sẽ ra thôi. Ví dụ như là đây ở ngoài các bạn search thêm là for Mac chẳng hạn, thế nếu như các bạn là sử dụng Mac ha. Đây thì nó sẽ ra cái mới này, for Mac Macintosh. Các bạn click vô thì nó sẽ có cái phải phiên bản cho Mac. Ok, thì đây là mình đã tải xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ chạy cái file này ha. Và cài đặt Intel, các bạn sẽ click Intel và nó sẽ chạy rất là nhanh thôi. Ok, nhanh 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 lên. À, lười nhất là mấy cái này mà kiểu các bạn yên tâm là cái Adobe DNG Converter này là phiên bản hoàn toàn miễn phí cho nên là khá là đơn giản ha. Và cái Finite ở đây nó sẽ hiện ra cái này thì các bạn sẽ chỉ việc chạy thôi. Rồi đây thì các bạn sẽ có những cái thông số như sau, cách sử dụng rất là đơn giản. Đầu tiên là cái phần số 1 ha. Select the image to convert, tức là chúng ta chọn những cái folder hình mà chúng ta muốn gọi là chuyển đổi cái file RAW đó thành cái file DNG.
Đây thì mình sẽ chọn cái folder, ví dụ folder này là folder tút ha. Thì nguyên trong cái một cái folder này thì mình có tất cả những cái file như cái file mà mình đang dùng đây là ARW, tức là file của Sony ha, mà cái máy mới thì máy chưa đọc được. Chúng ta sẽ chọn vào cái đường dẫn của cái thư mục chứa những cái hình đó ha. Select thì nó sẽ hiện như thế này. Và nếu như mà có những bạn chia ra từng cái thư mục con ở trong thư mục đó nữa thì bạn sẽ click vô là include email content within subfolder, tức là nó sẽ convert cả cái folder cha và những cái hình ở trong folder con của cái folder đó luôn. Thì thông thường thì mình sẽ click include ha, thông thường. Nhưng mà đa phần á là mình có những cái hình raw nào mà mình không có chỉnh được thì mình sẽ cho hết vào một folder, cho chung một folder thôi, không có tạo thư mục con trong đấy nữa. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn những cái nơi mà chúng ta lưu. Thì đầu tiên nó là cái save in same location, tức là lưu vào cùng với file gốc luôn, hoặc là save in new location. Thì có thể trong cái tút này thì mình sẽ tạo ra một cái folder tên là folder này mình sẽ tạo là DNG chẳng hạn thế. Mình chọn cái này, click the, chọn select thì nó sẽ những cái hình mà mình convert xong thì tự động nó sẽ chuyển cái hình file DNG đó vào trong cái thư mục là DNG ha. Ok thì ở đây tiếp theo cái phần số 3 là select name for convert to image, tức là chúng ta chọn cái tên ha. Đa phần thì mình sử dụng cái tên gốc của cái hình thôi, ví dụ như là ở đây thì mình sẽ để là document name thì tự động nó sẽ lấy cái tên của hình cũ ha, hoặc là các bạn ghép vô ví dụ như là thêm cái đuôi là HP Photoshop chẳng hạn thế. Thì nó sẽ hiện ở đây là document hp-photoshop.dng. Cái file extension các bạn có thể chọn là DNG hoặc DNG của hai cái thằng này khác mẹ nhau đâu, thì các bạn có thể để là DNG thôi. Ok rồi, tiếp theo là xong rồi, những cái change preference này các bạn không cần để ý, hoặc là nếu như các bạn sử dụng một cái phiên bản camera raw trong máy các bạn nó quá cũ thì các bạn có thể chỉnh lại ở đây ha. Nhưng mà đa phần thì camera raw 7.1 là khá ổn ổn rồi, cho từ CS6 trở lên là thấy là ok. Mình click ok. Tiếp theo là click convert, nó sẽ hiện ra một cái bảng là cái bảng conversion status, tức là cái tiến trình nó đang xử lý ha. Khi nào các bạn thấy nó toàn bộ là converted, tức là tất cả đã được chuyển đổi rồi thì bạn click ok. Thì đây nó sẽ đây có thể tắt đi rồi, và đây chúng ta sẽ mở lại cái folder mà hồi nãy đây. Đây các bạn có thể có cái file DNG đó, ba cái file DNG này chính là ba cái file raw. Ba cái file raw thì đây có thể mở rất là đơn giản, cái file này kéo thả vô và nó sẽ mở đó, thì camera nó sẽ đọc được. Thì đây các bạn có thể chỉnh được, như cái máy này là Sony 77 M Mark 2, tức là 77 Mark 2 đó, thì cái bản cũ của mình nếu như là ARW thì máy không đọc được, nhưng mà DNG thì tất cả các máy đều đọc được tất cả các phiên bản ha. Tất nhiên là tùy chỗ mà chúng ta chỉnh cái reference hồi nãy nữa. Ok thì đó là cái cách sử dụng DNG converter cơ bản, và cũng là cái cách để chúng ta xử lý những cái file raw mà máy chúng ta chưa cập nhật hoặc là không đọc được. Ok, bye bye. Nhớ subscribe để theo dõi cái tutorial thứ sau của mình ha, và hẹn các bạn vào tutorial tiếp theo.